Xem một tí rồi đi rửa bát. Xem một tí là mấy chục năm luôn. Dạ, chào bác sĩ. Anh vô xét nghiệm đi. Bệnh của anh hơi phức tạp. Sao? Sao vậy bác sĩ? Tại vì nó nằm đúng chương tôi cấp học. Buồn, buồn quá mày ơi. Sao? Sao vậy? Sao? Ai cũng có bồ hết rồi. Nói chung, mày hãy mở lòng đi. Sẽ có người phù hợp thôi. Tao thấy mày có bồ đâu mà nói dữ à. Nói cái nữa, ăn đấm má, cái con vô duyên. Anh thấy Ngọc Trinh với Lưu Diệp Phi thì ai xinh hơn? Sao không thêm cả em vào nữa, cho anh chọn. Cái anh này kỳ ghê. Thế em với Ngọc Trinh với Lưu Diệp Phi ai xinh nhất? Ngọc Trinh. Em nằm lùi ra xíu đi, cho anh nằm với. Em hết chỗ rồi, anh chiếm hết chỗ của em. Vậy là chiếm dữ chưa? Sau này con sẽ cô đơn đến già trong ngôi nhà của mình. Hả, điều này là thật sao? Làm công ăn lương như mình cũng có nhà riêng ư? Ngoài trời nắng nóng thế mà phòng mình vẫn mát quá đi. Rồi đi ra ngoài quên tắt điều hòa luôn, chuyến này tiêu mình rồi. Ăn nhanh lên không, chú kia ăn hết bây giờ. Ha ha, mẹ nói xạo chú đó làm gì biết ăn cà rốt mà dành với con. Ta đâu có nói nó ăn cà rốt. Hai đứa nhỏ nhà cô Hân có đi học hè không? Dạ không, cho nghỉ hè rồi ạ. Em vẫn cho thằng bé tranh thủ học thêm kẻo thua kém bạn bè. Nhưng sau này lớn lên đâu còn được nghỉ hè nữa. Mọi người nhớ follow, theo dõi, ủng hộ kênh mình với nha. Cảm ơn các bạn đã xem.